Thì tiếp máy cho em trai ha. Khá là lâu mới gặp ha. Cũng gần cái chục năm ha. Rồi, này mở nắp nha. Này em ghim điện. Đây em sẽ test cái chế độ mà hết nước tự ngắt cho em trước nè. Hết nước thì em có thể bắt đèn được, nhưng mà em hẹn giờ là nó sẽ tự nó tắt máy. Hết nước là tự ngắt. Rồi. Này nước thì cứ chơi nước sạch ha, đừng chơi nước nóng. Chơi nước nóng thì nóng máy nó ngắt. Thì muốn chơi bao nhiêu em chế đừng có chèn máy được. Thường thì cứ chế 2-3 nước đổ lại ha. Tinh dầu thì cứ nhỏ trung bình là 100 ml, là 5 đến 10 giọt. Mình để nắp lại. Rồi nút bên tay trái là nút đèn, bấm đầu tiên đèn sẽ tự đổ màu. Còn muốn thích màu gì cứ bấm hoài tới. Còn nút bên tay phải là nút hẹn giờ, bấm đầu tiên thì máy sẽ vung đúng 1 tiếng đồng hồ nó ngắt. Bấm cái nữa là 3 tiếng. Bấm cái nữa là 6 tiếng. Bấm cái nữa là on là hết nước cho máy ngắt. Hẹn 4 chế độ này, chế độ nào hết nước cũng ngắt. Nếu mà nút mít bấm cái nó tắt máy nè. Bấm đầu tiên thì 1 tiếng, đèn đầu tiên đèn tự đổ màu. Này nếu mà remote thì xài thì gỡ nắp chân pin đi ha. Này. Nó sẽ có các cái nút nè, on off là tắt mở nè. On là mở máy. Chưa. Đó. Còn nếu mà bấm hẹn giờ thì bấm nút thêm hẹn giờ. Cái nút cái đèn này nè em sẽ hướng về đây ha. Em là hẹn giờ là 3:36 nè, thấy không? 3:36 nè. Continue là phun liên tục. Like là đèn, muốn thích màu gì cứ bấm hoài tới cái nút like trên đó, hoặc là bấm cái nút like này để chọn một màu, để tối mình ngủ thích màu gì đều có để mang nghe màu đấy ha. Rồi bitmore là lớn nhỏ. 2 tiếng thì nó mạnh tí. Bấm tiếng thì phun bình thường lại. Continue là phun liên tục đúng không? Còn inter là phun ngắt quãng. Phun ngắt quãng là cái đèn on này nó chớp, là nó chuyển sang chế độ chút phun chút không. Thí dụ như em để 2/3 nước em phun 8 tiếng thì là em đưa chế độ phun ngắt quãng nên nó sẽ nhân đôi thời gian lên. Hiểu không? Nhưng mà ít ai xài chế độ này lắm. Cứ để chế độ phun liên tục nha. Rồi, on off là tắt mở. Nói chuyện gì thôi, nếu mà em bấm on off là tắt mở nè. Rồi xong rồi. Nút on off nè. Bấm on đầu tiên thì mấy cái đèn nó đèn tự đổ màu, chứ nó hẹn ngay 1 tiếng không. Rồi đi được ha. Nếu mà không xài thời gian dài cứ đổ hết nước dùng khăn giấy lau khô ha.